Đây, mỗi người sẽ ăn 50 con cá nhảy các bạn nhá. Tổng cộng là bọn mình sẽ nếm ra là 150 con cá nhảy các bạn ạ. Mỗi chậu mỗi ít nước thôi nhá. Thế là lão còi nếm vào mỗi chậu 50 con nhá. Đây là những con to như này thì bọn mình sẽ tính là 10 con các bạn ạ. Bởi vì nó to quá ấy. Quy định của cá nhảy là con nó vé bằng này các bạn nhá. Đấy, đúng chuẩn cá nhảy nhá. Nhưng mà bọn mình câu cả sáng không được ấy các bạn ạ. Cái này là tính 3 con thôi. Tính 3 con à? Ừ. 7 con thì 5 con đã được 50 con rồi nhỉ. À, tính 3 con cũng được. Thế là 5 con này nhá, mỗi người 5 con nhá. Thế thì các chú đi. Các ông cứ lếm con vé trước đi. Không, lếm đấy, mỗi người 5 con đấy. Lếm luôn con vé đi. Bà Véo hôm nay là sẽ làm trọng tài nhá, bà Véo lếm cùng đi. Để khỏi phải ăn gian nhá. Mọi người cùng đếm cho đủ nhá. 5, 6, 7 con rồi. Phần thưởng là sẽ được 1 triệu đồng từ bên mình các bạn nhá. Ai thắng ấy. Hầu như là các chú, các ông đều là những người sở trường rồi các bạn ạ. Những người thích ăn cá nhảy rồi nhá. Cái này là điều ý mọi người không nên học theo các bạn nhá. Ai ăn được thì mới làm được nhá. À đúng rồi, ai ăn được thì mới làm thôi nhá. Cái này là các chú các ông bảo ăn được thì mình mới chấp nhận để các ông các chú thi nhau các bạn nhá. Chứ không phải là bắt ép gì đâu các bạn nhá. Đếm cho đủ nhá, mỗi chậu là 50 con. 8. 50 con cá nhảy. 10 nhá, 10. 12 đôi đấy. Cứ con to 14. Là tính 3 con. 14. 10 men thì men con. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, đếm cho chuẩn vào nhá. 30. Hôm nay thì bà Véo sẽ làm trọng tài thôi các bạn ạ. 32. Lẽ ra là một mình tính ăn ở ao luôn nhưng mà hôm nay là trời nắng nóng quá các bạn ạ. Còn mình phải chui vào trong vườn cà phê để tổ chức giải nhé các bạn ơi. 38. Giải ăn cá nhảy 150 con cá nhảy. Cái này nhá. 40 nhưng mà cái này là chưa lếm mà. Đúng rồi. Con kia chưa lếm mà. Lếm cho đúng vào nhá, không là có người ăn không đủ không đủ. 5 con to nhá. 5 con to là chưa lếm nhá. Là coi như là 10 con nhá, là 50 con nhá. Tính 50 con luôn. Cá chép cái chép vào cái chậu này với đi. Con nhỏ bên này bao nhiêu rồi? Một chậu đủ rồi đúng không? Bên này là đủ 2 chậu rồi. Đủ 2 chậu rồi á? 40 con rồi. Thêm đây. Mấy con nó đủ. 4 5 rồi. Nếu mà thừa con bé thì mình cho con bé vào xong lấy con to ra. 5 con. Đấy. Con bé thì đi lăng ngoài con có bé tí ấy. Thế mình tìm đấy. Cái con nào bé để cho vào xong để lấy con to ra. Đấy, để đấy, chơi kiểu tôm. Tôm là ăn miễn phí đúng không? Chậu của mình. Đấy là tính. Đấy, ôi giời ơi, còn nhảy sang chậu của tôm là nhé. Không tính. Chỉ tính cá thôi đây các bạn ơi. Đây 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 đây. Mỗi người 50 con cá nhảy. Quá kinh khủng các bạn ơi. Đây đây đây. Đấy đấy, tôm từ nhảy thôi. Còn đấy con bé vào, đấy con bé vào xong là cho con to ra. Nếu mà thừa con bé. Cho hết. Mình. Ra đây. Được chưa? Được chưa? 50 con nha các bạn nha. Thương ra đây. Có khi còn hơn đấy. Xọt ra đây. Tính ra là nếu mà tính con to ấy có khi là còn hơn thôi các bạn ạ. Còn lớn luôn. Hơn 50 con đấy các bạn nhá. Bởi vì nó con to mà. Rồi, vài người đấy dùng nhá. Đừng có tranh. Rồi, tìm ngồi thoải mái vào. Cho ngồi thoải mái vào. Bà Véo kia. Bà Véo lấy cá này cho vào nước để phòng nó chết đuối đi. Đấy. Mang đi cướp đồng quá. Ừ. Mấy con cá trôi thả vào cho ao của Thương nhé. Ui giời, đi thả luôn đi nhỉ. Thả hết đi. Mấy con nào vừa thì để ăn tối nhá. Bà trôi nhá. Mình có chỗ ngồi. Con trôi là cho vào ao chút Thương. Đấy. Vô đều nó bự. Ăn tát thôi đấy à. Cả cười nào. Tát mày đi. Nhà nào chú Thương vào vị trí nhá. Rồi. Nhảy ra thôi. Đây các bạn nhá.
cuộc thi hôm nay là như mình phổ biến vừa nới nhé các bạn ơi. Ai mà ăn hết trước 50 con là người đấy sẽ giành chiến thắng nhá. Và cuộc thi này thì mình sẽ để cho các ông, các chú là 20 phút để ăn hết 50 con cá này các bạn nhá. Mọi người cùng dự đoán xem ai sẽ là người thắng cuộc nhá. Và là người sẽ được ăn được nhanh nhất có thể các bạn nhá. Đây là nhân cây chuối, phần nhân của bọn mình làm ăn kèm cá nhảy các bạn nhá. Đây là rau sống để với ớt tươi để mọi người ăn ghém các bạn ạ. Có đầy đủ các loại rau luôn. Đây bây giờ sẵn sàng chưa nhỉ? Mọi người có thắc mắc gì nữa không? Không có ai có ý kiến gì nhá. Hết được quá. Rồi chuẩn bị nhá. Chuẩn bị bấm giờ chưa Béo ơi? Và Béo làm trọng tài nhá. Cứ uống rượu trước đi, ai uống rượu cứ uống đi. Thôi, cái này Láo kèo là không cần uống rượu các bạn ạ. Rồi mọi người chú ý nhá. Bà Béo chuẩn bị bấm giờ nhá. Được chưa, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Đây các bạn nhá. Cuộc thi hôm nay là như mình phổ biến vừa nới nhá các bạn ơi. Ai mà ăn hết trước 50 con là người đấy sẽ giành chiến thắng nhá. Và cuộc thi này thì mình sẽ để cho các ông, các chú là 20 phút để ăn hết 50 con cá này các bạn nhá. Mọi người cùng dự đoán xem ai sẽ là người thắng cuộc nhá. Và là người sẽ được ăn được nhanh nhất có thể các bạn nhá. Đây là nhân cây chuối, phần nhân của bọn mình làm ăn kèm cá nhảy các bạn nhá. Đây là rau sống để với ớt tươi để mọi người ăn ghém các bạn ạ. Có đầy đủ các loại rau luôn. Đây bây giờ sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng. Mọi người có thắc mắc gì nữa không? Không có ai có ý kiến gì nhá. Hết được quá. Rồi chuẩn bị nhá. Chuẩn bị bấm giờ chưa Béo ơi? Béo làm trọng tài nhá. Cứ uống rượu trước đi, ai uống rượu cứ uống đi. Thôi, cái này Láo kèo là không cần uống rượu các bạn ạ. Rồi mọi người chú ý nhá. Bà Béo chuẩn bị bấm giờ nhá. Được chưa, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu rồi nhá. Rồi, bắt đầu nhá. Đấy, em ơi. Đấy, cả nhà ơi. Nhảy vào. Nên nhớ là mỗi người đều có 20 phút các bạn ạ. Cuộc thi này. Cho xin 7 miếng cân ớt không? Nếu mà các chú mà các ông mà có thể ăn được mỗi người 50 con thì quá khủng khiếp thật đấy. Bà Béo có ăn được con nào không? Chịu. Bà Béo chịu các bạn nhá. Ôi trời. Nhảy vô. Căng thiệt. Ôi trời. Nó còn chạy nữa cơ. Nhân có ngon không? Có vừa miệng không? Ngon. Có ạ. Cho vào đây. Đấy. Nước sông không phạm nước giếng nhá. Đấy. Cả Béo xem cẩn thận nhá, trọng tài nhá. Rồi. Cháu thương mày ăn nhanh phết nhỉ? Phải ăn nhanh mới thắng được chứ. Đúng rồi, ăn miếng 2 3 con luôn này cho. Bây giờ thì vừa được có 2 phút 22 giây. Đây 2 con nhá các bạn ơi. Nhưng mà cái cháu thương này hết nửa rồi. Không thì 3 con. Ôi giời. Rồi. Nhảy ra 1 con nữa rồi. Đấy lên nhá. Của chú thương đấy, cái này nhá. Đó không phải không? Rồi. Ôi giời. Tại sao lại không phải?
Lão kiều chơi hẳn mấy con đi kìa. Mình cho vào vát húp một phát. Càng đấy. Càng đấy các bạn ạ. Chơi kiểu từng chơi, con một chơi kiểu một. À, chiến thuật rồi kiểu này này. Đây ba con nữa. Chiến thuật đây mới nhanh. Lão còi đâu? Lão còi ra chiến sách đây. Hẳn gần 10 con rồi. Chiến được mới. Ôi, lão còi này kìa. Thả nào. Rồi. Ngâm mồm. Tài ngà sức mọi người ơi. Càng đấy. Thế này mới gọi là ăn cắn nhảy đúng không? Thêm rau cỏ, ớt. Chém thoải mái nhá. Gừng phải ăn cả này. Cơn sắc. Một phát ông coi là hết 6-7 con luôn đúng không? Gần 10 con à? Gần 10 con ạ. Cái này, đào bát. Đào kiều cũng không kém đâu các bạn ạ. Ở vát của lão kiều cũng tầm 5-6 con rồi đấy. Lão còi thì vẫn cứ từ từ thôi nhá. Nhanh quá thì... Cái này 50 con mà... 50 con phải từ từ. Bọn mình tìm con cá vé các bạn ạ. Nhưng mà cao hoài không được ấy. Thế là phải ăn tạm con to các bạn ạ. Cái này nếu mà tính lên thì nó gấp đôi con vé đấy các bạn ạ. Tôm riếc phải có. Hiện tại bây giờ vừa được 4 phút. Vừa được 4 phút hả? Ôi trời ơi. Nghe vào véo lọc là 4 phút mà cứ tưởng là 4 phút các bạn ạ. Đúng rồi. 4 phút 19 giây. Sao nó cứ nhảy ngoài ấy nhỉ? Thế mới gọi là cá nhảy chứ. Đúng rồi. Ngậm mồm. Trời bời. Vừa ra câu ra khỏi ao ăn luôn này ngọt phết đấy. Ui dồi. Cái này trận lấu cá nhảy quy mô lớn đấy các bạn ạ. Mình thề là chưa có cuộc thi nào ăn cá nhảy như kiểu này đâu nhá các bạn ơi. Mà ăn 50 con mà còn to các bạn ạ. Nói chung là mấy con này là được gấp 3, gấp 4 con vé ra đấy. Thêm rau cỏ nữa. Chứ con trái trai, ngon. Ăn nó cứ sọt đấy. Càng chưa. Ôi dồi, càng thế mọi người ơi. Ngon không mọi người ơi, thèm không? Ôi dồi, mình ngồi bên cạnh thấy càng thèm nhỉ. Hay vào vé ăn thử. Nhưng mà đang thi lẩu các bạn ạ. Trong tay nhá. Này chắc thua chú Thương rồi. Chú Thương gần hết rồi. Chú Thương gần hết à? Gần hết rồi đấy. Càng đấy nha. Chiến thua rồi. Lão còi ơi, lão kêu đó rồi. Ông còi có mấy ông kêu còn nhiều lắm cơ, cháu Thương hết nửa đấy. Còn khoảng đến 20, không đến 20 con thôi. Không hiện 2 nhưng mà lão còi còn 2 con mấy con này thôi nhá. Chén con to trước ấy, lão còi hôn đấy nhá. Đó. Hóa ra là thế à? Đấy. Được. Mỗi, nói chung là mỗi người có một chiến thuật riêng các bạn ạ. Đấy. Mỗi người 5 con to. Cháu Thương còn sẽ ăn con nào con to đâu nhá. Đấy. Ông Kiều thì ăn hết một con to rồi à? Thế đâu? Này làm gì mà hết. Nhanh mà. Cái này là ăn trực tiếp luôn các bạn nhá. Nhiều bạn cứ bảo là cắt ghép thì không phải cắt ghép đâu nhá, cái này nhá. Bên đấy là máy nói chung là cho hai con to để cho cao phết cho nó mút nước.
cố lên. Đợt này cũng căng cả nhà. Đây, thả mấy con cá chép để đưa cá to của Thương đây. Đấy. Cho nó mút nước chứ. Ông còi cái thánh. Cá to nhá mọi người nhá, còn cá bé thôi. Ôi dồi ôi. Vừa ướt vừa trời nắng. Nóng hết người. Trời nắng nóng quá các bạn ạ. Nhưng mà vẫn ngon. Đưa em vào mồm một phát. Này. Chịu thật. Còn nhây vào mắt. Chắc nó được uống nước măng chua ấy. Thế nó bùi quá nó nhảy. Đúng rồi đó, mọi người. Thiếu. Bởi vì ra. Hiện đấy, tại cá bao nhiêu là 9 phút 9 giây 10 giây nhá. Đấy à. Ôi giời ơi, ông Kiều còn nhiều được thế. Được mấy phút rồi bà béo? 9 phút 17 giây. 9 phút 17 giây à? Rồi. Được một nửa rồi đấy. 30 cho phải Tết. Ừ. Đúng là 30 phải Tết. Nhưng mà ông Kiều còn nhiều quá nhỉ. Còn to hết. Ông coi thì. Như ông Kiều thì 28 là chết rồi. Cái này là bọn mình bấm giờ đàng hoàng nhé các bạn ơi. Bọn mình chứ bọn mình không cắt ghép gì đâu nha các bạn nha. Nhiều bạn cứ bảo là cắt ghép thì không phải nha. Mùa Tết năm nay không có 28 đâu. Nếu mà 30 chưa phải là Tết. Có chỗ nào mà nó kiểu như không. Không, nó kiểu đấy là do bọn mình có gặp trục trặc với lối một tí rồi các bạn nhá. Chứ rơi bấm giờ của béo thì điện thoại bấm giờ nhá các bạn ơi. Chính xác nhất là bọn mình đã bấm giờ điện thoại nhá. Ôi dồi, cháu Thương này còn đây này, còn một con trong này nhá. Một cái mặt con. À. Ôi trời. Sắp vào mồm rồi, lại chảy ra đấy chứ nhỉ. Riêng về phần láo cá, thi láo cá nhảy ấy, bạn nào muốn thách láo ấy thì cứ liên hệ với bọn mình nhá. Riêng chú Thương này, láo còi và láo kiều ấy đủ khả năng chiến 50 con các bạn nhá. Nếu mà các bạn nào mà cứ bảo bọn mình cắt ghép thì cứ lên tận nơi mà chứng kiến các bạn nhá. Bọn mình không phải ngại gì về phần ăn cá nhảy đâu. Thề luôn. Dám khẳng định luôn nhá. Riêng mình thì vẫn thi láo nhưng mà mình chỉ ngại về cái phần thời gian. Bởi vì mình răng nó hơi yếu tí. Chưa kịp bị mài. Mai kia có khi phải chú Thương sắp hết rồi đúng không? Hết rồi, còn 5 con thôi. Còn 5 con nữa á? 6 con. Ồ, căng phết đấy. 6 con còn là được. Còn bây giờ thì vừa được cái 1 phút 25 giây. Đúng. Hình như nhìn là láo còi cũng sắp hết rồi hay sao ấy. Còn nhiều nhưng mà hết nhưng mà... hết trước nhá. Nhưng mà còn con vé nhỉ. Hết trước à? Ôi dám khẳng định hết trước chú Thương này các bạn ơi. Chạy phát luôn này. Đấy. Đây này. Ghê chưa? Căng chưa? Nhiều. Có bó. Nhiều có bó. Căng đấy. Láo còi nó phải có mẹo tí. Đấy. Mẹo. Ăn mẹo này. Ăn theo mẹo đấy. Nguội. Căng. Căng đấy. Thế này là chưa biết ai ăn ai đâu nhá. Rồi, chả biết ai thắng ai thua đâu nhỉ. Ừ. Chỉ có mỗi ông Kiều thôi. Ông Kiều còn nhiều lắm rồi. Đúng lăng cố gắng lên. Ông Kiều là 28 Tết rồi. 28 à? Ừ, Tết rồi. Ôi ôi. Nói chung là nhìn là láo còi với chú Thương ăn mạnh phết đấy các bạn ạ. Ăn cá nhảy ấy. Láo kiều hay yếu một tí rồi, hay yếu rồi. Láo kiều này chắc này đang là vét rồi. Chắc chắn sẽ vét rồi. Đang bắt dần rồi, ngọc hết mồm rồi. Được mấy, được mấy phút rồi nha, bà béo ơi. 12 phút 34 giây nhá. Ừ. Nào, thời gian còn nhiều, cố lên. Rồi, trời ơi. Căng nhìn láo còi các bạn ơi. Đây, ông láo còi này. Ứ đây, chú Thương. Đấy, ui dồi ôi. Cúp một phát hết luôn, 5-6 con này.
Đấy. Ôi rồi, trông con thật nha. Ôi rồi, thế này thì ai còn láo nổi láo còi nữa. Là chú thương nhanh lên thôi. Trời ơi. Mọi người ơi. Được 13 phút 30 giây rồi nhá. Ôi rồi. Ngon. Ôi rồi, con còi này. Con còi căng đấy các bạn ạ. Con còi này ăn khỏe lắm mọi người ơi. Ai thích thì nào còi thì liên hệ với chủ kênh nhá. Hình như láo còi sắp hết rồi các bạn ạ. Khả năng là chú thương không nổi rồi. Ôi trời ơi. Con cuối cùng à? Ôi trời, con cá chép đẹp hết đấy chứ, còn cuối cùng đấy. Ngập mồm. Ngập mồm. Đúng là ngập mồm các bạn ạ. Ôi trời ơi. Quá căng đấy. Ôi trời, hết chưa? Được 14 phút. 14 phút các bạn ạ. Đáo còi à. Ăn hết 50 con cá nhảy trong vòng 14 phút các bạn nhá. Quá căng, quá ok đấy nha. Các bạn ạ. Ôi trời ơi, căng thật. Nào cho xem điện thoại nào được mấy phút, 14 phút à đúng không? Phải cho ra bên này cho khán giả xem chứ. Đấy, 14 phút thôi các bạn. Đúng là 14 phút nha, đây này. Thôi dừng nhá. Chú thương là còn lại ba con. Chú kèo còn nhiều nhất đấy. Kèo còn nhiều lắm các bạn ạ. 20 con ạ. Tầm nếu mà tính cả con to thì tầm 20 con đấy nhỉ. Vừa chén được có 30 con. Láo còi là chơi chiến thuật các bạn ạ. Ăn được nhanh hơn. Láo còi thì nhỏ thôi. Nếu mà ăn tiếp thì chú Thương chắc vẫn ăn hết, nhưng mà cuộc thi của bọn mình thì xin lỗi các bạn nhá. Tại hôm nay trời nóng quá ấy, thế là máy quay của bọn mình nó không chịu được nóng các bạn ạ. Nó cứ bị dừng ấy các bạn ạ. Nói chung là trận chiến này ấy, bọn mình có bà véo là làm trọng tài các bạn ạ. Nếu các bạn nói là bọn mình cắt ghép ấy, có thể lên hệ với bọn mình và gặp trực tiếp để chú còi đáo kèo với chú Thương ăn cho các bạn xem nhá. Thực sự là bọn mình không hề cắt ghép video các bạn ạ. Tại máy quay của bọn mình ấy nó bị nóng quá các bạn ạ. Đây là mình mới dùng ô thôi các bạn nhá. Đây chứ trời nó nắng nóng quá bọn mình nếu quay. Nếu bạn nào không tin ấy thì nên ăn giao lưu nhau nhá cả. Nó cứ bị lỗi các bạn ạ. Nó không nó kiểu nóng quá là nó sập luôn các bạn ạ. Bọn mình phải quay lại các bạn ạ để cho máy nguội một tí ấy. Tầm bọn mình để tầm khoảng 1 phút gì đấy để máy quay được thì bọn mình quay nốt để còn về nhà các bạn ạ. Chứ trời nắng nóng quá nha các bạn ơi. Đây. Thế là bọn mình cũng đã tìm ra người thắng cuộc trong cuộc thi ăn 150 con cá nhảy nha các bạn ơi. Rồi, tổng cộng là láo coi đã ăn hết 50 con cá nhảy trong vòng 14 phút các bạn ơi. Đừng có mặt tường bờ ông coi vào ông coi. Các bạn nào mà cảm thấy ăn được như láo coi ấy, có thể gửi lời thách đáo nhé các bạn ơi. Mình sẽ trao giải cho gửi lời thách đáo người thắng cuộc. Đây, 1 triệu đồng các bạn nhá. Ô thế thằng ăn ít cũng có nhỉ? Thằng ăn ít cũng có không nhỉ? Chia đi, chia ăn ít. Bởi vì là cũng có mèo láo coi ăn. Mình sẽ phải dùng ô các bạn ạ, nóng quá. Nó lại sợp mất nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá các bạn ơi. Xin cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ bọn mình trong thời gian qua nhá các bạn nhá. Chào cả nhà. Xin chào các bạn nhá. Mọi người nhá.